Lần đầu thử nhuộm tóc màu Gucci rất là ô dề của em. Hôm nay em đi cắt tóc chơi, bé thợ hớt tóc mời mời cái nhuộm luôn. Hôm nay lại quyết định chơi cái đầu rêu của Yoro nha mọi người. Từ nay hãy gọi em là Yogo Tân Bình nha. Em thấy là cái màu trên đầu Yoro chồng em là đẹp lắm á, mà sao cái màu này giống trái mít vậy? À giống trái bơ. Đúng rồi, giống trái bơ. Xong rồi hai bé này mới nói với em là màu này không phải màu bơ đâu mà này sang lắm, mà không biết màu gì không? Màu cái túi em bữa anh xách á, chấm xí cho em dừng 0.1 giây. Ý là nó nói cái túi Gucci á mọi người. Ok chưa, chắc là nhuộm ra được cái màu Gucci không? Một là Yoro, hai là vô nước biển nha. Không thành Yoro là tao đi vô nước biển, chìm nước biển luôn á. Trời, cái đầu nào xanh này mà mẹ tôi thấy chắc mẹ tôi chửi chết. Rồi đừng có ai đi mét nha trời. Nhìn cái đầu nhớ Đà Lạt thiệt sự luôn á mọi người. Thèm cái bơ ghê. Đúng là con người sinh ra dành cho Gucci quý vị. Làm cái đầu nhìn cũng rất là Gucci luôn. Nhức nắp. Cho anh mượn cái muỗng đi. Ờ, để anh múc cái bơ ăn nè. Nhìn thèm quá. Nó lấy thiệt nè mọi người. Ôi là trời ơi. Giờ anh mắc tiểu quá, anh đi tiểu nha. Thôi đi tiểu tục màu. Đi tiểu tục màu là không tiểu luôn, phải nín tiểu tới tối luôn hả? Tiểu xong rồi giờ nhìn cái màu nó trầm xuống một nốt thiệt nè trời. Đúng là quần tuột là màu tuột. Mày nha chiếc nha, nó sắp cái túi Gucci tới mà không giống màu là chết mày với tao. Một là Yoro, không Yoro là vô nước biển, hai là Gucci. Không Gucci là tao gu đầu mày luôn. Vô duyên em trai của Yoro tới đây mọi người. Rồi cất túi Gucci vô góc đi. À màu này là màu của Yoro chồng em là vô duyên nha, vợ của Yoro nha mọi người. Ê mà nhìn nó cũng giống cái màu của sân cỏ nhân tạo á biết không? Giống gì Thảo? Giống cái sân cỏ nhân tạo. Giờ giống cái gì? Cái rêu trong hồ cá nó bỏ rồi. Đúng. Nó chăm kỹ lắm nha, nó chỉnh từng cọng tóc luôn, hèn chi người ta không nói tóc chỉ đẹp khi còn ở tiệm á. Ê giờ nhìn giống chuột của Thạch này Ly. Giống bãi rêu sáng sớm chuột của Thạch ghê. Nó sọt liền cái này mọi người. Ôi là trời. Mi xì đốt bãi rêu chuột của Thạch. Rồi thế là em đã xong rồi. Trước mặt mọi người không còn là bông tím nữa nha. Bây giờ là bông Gucci, ông hoàng Gucci, phu nhân Yoro, nữ hoàng đầu rêu y chang bãi đá rêu chùa cổ thạch. Giờ là em về nhà chồng em Yoro được chưa mọi người? Em là vô duyên nè, vô độ nè, vô kỷ lục nè, vô cùng ô về nè, vô dứt. Quá là chuẩn, về nhà chồng vô là chuẩn luôn. Rồi để không phụ lòng mọi người thì bây giờ em cũng chính là vô cùng ô về, sẽ thử cosplay thành Yogo thử coi có giống không nha. Tấm đầu tiên là một tấm khoanh tay rất là ngầu của chồng em. Trời ơi cosplay y chang luôn, khác mỗi cái đầu cái mặt với cái bụng, nhìn nó không phân biệt được luôn á, tức ghê. Trời ơi còn tấm này là giống xíu luôn á, giống được cái tay. Một bên Yogo một bên vô cùng thấy mệt luôn á. Còn tấm này là đang là cảnh chiến đấu nè, còn bên này cũng là đấu mà đấu võ mồm. Ở trên là Yogo, ở dưới là vô nhà thương. Rồi thấy mệt quá làm tấm đơn giản nằm nghỉ thôi. Ừ còn bên này thôi hay là nghỉ luôn đi, thiệt tình luôn chưa thấy ai giống Yogo như mình.